Từ định nghĩa vector đối thì chúng ta có thể định nghĩa được hiệu của vector. Các em nhớ lại là khi chúng ta học về phép cộng, phép trừ các số nguyên thì chúng ta định nghĩa phép trừ các số nguyên. Chúng ta sử dụng số đối để chúng ta đưa về phép cộng với số đối. Vậy thì với phép trừ hai vector chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta sẽ đưa phép trừ hai vector về phép cộng của vector đối. Cho hai vector A và B thì ta sẽ gọi hiệu của hai vector đó là vector A cộng với vector đối của vector B. Ta ký hiệu là vector A trừ vector B như thế này. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện phép trừ hai vector như thế nào? Thầy có 3 điểm ABC. Vector AB trừ vector AC sẽ bằng vector nào? Dựa vào định nghĩa ở trên thì ta sẽ đưa về phép cộng với vector đối của vector AC, tức là cộng với vector CA. Đến đây để áp dụng được quy tắc 3 điểm thì ta sẽ đổi chỗ. Đến đây để áp dụng được quy tắc 3 điểm thì chúng ta sẽ sử dụng tính chất giao hoán. Nó sẽ bằng CA cộng AB và bằng vector CB. Vector AB trừ vector AC bằng vector CB. Không sợ nhầm lẫn thì chúng ta có thể nói ngắn gọn là AB trừ AC bằng CB. Hai điểm đầu chỉ tiêu cho nhau và điểm cuối của vector 2 chúng ta chuyển thành điểm đầu của vector hiệu. Đây chúng ta gọi là quy tắc trừ. Các em chỉ cần các quy tắc này, các em chỉ cần thực hành một vài lần là chúng ta sẽ nhớ. Bây giờ các em hãy áp dụng để làm bài toán sau. Với 4 điểm ABCD bất kỳ thì ta luôn có vector AB cộng vector CD sẽ bằng vector AD cộng vector CB. Thì bài này chúng ta sẽ dùng hai cách để làm. Cách thứ nhất là chúng ta áp dụng quy tắc cộng hai vector. Cách thứ hai chúng ta sẽ áp dụng quy tắc trừ hai vector. Đầu tiên ta sẽ áp dụng quy tắc cộng hai vector vào đây. Áp dụng quy tắc cộng hai vector chúng ta áp dụng quy tắc 3 điểm. Thầy sẽ giới thiệu cho các em một kỹ thuật mà chúng ta rất hay sử dụng khi chứng minh các đẳng thức vector, đó là kỹ thuật chen điểm. Chúng ta áp dụng ngược quy tắc 3 điểm, tức là gì? Vector AB theo quy tắc 3 điểm chúng ta luôn tìm được một điểm O, sao cho vector AB sẽ bằng vector AO cộng vector OB. Áp dụng vào đây thì ta sẽ chen điểm O. Ta sẽ chen điểm O vào. Vector AB sẽ bằng AO cộng OB. CD sẽ bằng CO cộng OD. Thì chúng ta áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng với vector. Làm sao để xuất hiện vector AD? Thì chúng ta phải tìm vector có điểm đầu là A và điểm cuối là D. Tức là vector AO và vector OD chúng ta sẽ ghép cặp vào nhau. Vector CO và vector OB chúng ta cũng ghép cặp vào nhau đúng thứ tự này. Áp dụng quy tắc 3 điểm, ta được bằng vector AD cộng vector CB. Đây là kỹ thuật chúng ta chen điểm vào. Rất hay sử dụng cho các bài toán chứng minh đẳng thức vector. Cách thứ hai, chúng ta sẽ áp dụng quy tắc trừ vector. Thì quy tắc trừ đây nó cũng gợi cho chúng ta cách nó chen điểm vào. Ví dụ như là AB sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng O, sẽ bằng OB trừ OA. Đó, hai điểm đầu chỉ tiêu, điểm cuối của vector sau sẽ là điểm đầu của vector hiệu. Tương tự CD nó sẽ bằng OD trừ OC. Thì đây chúng ta đổi chỗ. Để có vector AD thì chúng ta cần có OD trừ OA. OD trừ OA và OB trừ OC, chúng ta ghép cặp như thế này. OD trừ OA nó chính là AD. Còn OB trừ OC là CB. Bài toán này chúng ta đã áp dụng các quy tắc cộng, quy tắc trừ và thầy đã giới thiệu cho các em một kỹ thuật đó là chen điểm vào để chứng minh đẳng thức vector.